mặt bằng mặt bên mặt bên đúng không? Mình muốn tạo lớp động cho nó. Đầu tiên mình lấy mặt bằng mình tạo trước ha. Cái này đã tạo lốc rồi nè, cái bản này tạo lốc đi nè, lốc này không có đi nè, giờ mình lít cái lốc này trước ha. Trước tiên thì mình lệnh copy bay nha, bấm cộng thêm C cũng được ha, nó không phải mu, lệnh copy bay copy B A S R là cái B mà nó có điểm chuẩn á, điểm chuẩn là điểm ví dụ mình chọn đây nè để mình dán cho nó ngay chính xác vị trí này chứ gì, chọn nó là chọn này ha. Đã. Rồi tiếp đôi vô cái bằng cầu mặt bằng. Ok, hiệu chỉnh nó. Rồi, đầu tiên á, là ở phần parameter mình thêm cho nó một cái thông số gọi là visible visibility ha, visibility. Đó. Thì nó hỏi là specify parameter location là vị trí của nó đó, thì đặt cái vị trí là ngay cái điểm chèn luôn. Thì dễ ha. Rồi. Tiếp theo á, mình lên cái phần menu tool nè, menu bar nè, bấm vô chỗ visibility stack ha, bấm vô. Rồi, mình đổi tên cái này là rename nó đi ha, đặt tên là mặt bằng, VC mặt bằng chẳng hạn vậy. Rồi, ok ha. Tiếp tục bấm new. Thì new á, khi mà new á, thì mình đặt tên là VC mặt bên, đúng không? Nãy mình copy cái mặt bên đó. Rồi mình chọn cái mục đầu tiên là hide all existing object in new stack, có nghĩa là trong cái cảnh mới á, thì ẩn tất cả cái cảnh cũ đi ha, bấm ok. Rồi nó thì mặt bằng lúc này mặt bằng cái tên VC mặt bên đang hiện hành nè, bấm ok ha. Ok, nhưng mà bấm ok gì thì mình không biết cái điểm chèn ở đâu, để thử coi nha. Ok, thử coi coi điểm chèn, à còn điểm chèn không sao hết, bấm cầm trên V dán vô, thấy không, còn điểm chèn ngay đây nè, vô ngay vị trí này luôn ha. Đó, rồi xong, tạm thời thoát ra tại vì mình chưa có bị cái kia, thấy không, close lại thoát ra ha. Tiếp theo bấm copy B A S R, rồi chọn cái specify new ball là ngay đây ha, sẽ check lại cái mặt đứng của vòng cầu, rồi tiếp tục lít đo cái mặt bằng này sửa tiếp ha. Rồi ok, rồi trên visible stack này nè, tiếp tục nữa ha, bấm vô new, đặt tên là VC mặt đứng ha. Ok, ok đang hiện hành thấy không, nó có dấu gì nè. Ok, rồi bấm đọc trên V dán vô, thấy không, này vị trí luôn, hoặc flow sau đó save lại ha. Rồi sau lại ta không cần hai này nữa, cần một cái này thôi, thấy không, khi mình rơi vô nè cái chỗ visual tag nó hiện lên nè, bằng là bấm vô nè mặt bên này, thấy không, bấm vô nè mặt đứng này, thấy không, bấm vô mặt bằng này, thấy không, đó ha. Rồi làm thử đi ha.